công trình biệt thự tân cổ điển Anh Thắng, chị Thủy tại Vĩnh Phúc, đang trong giai đoạn hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để hoàn thành và bàn giao chìa khóa trao tay với gia chủ. Panama thực hiện trọn gói từ thiết kế, thi công không gian nội thất, sản xuất và lắp đặt đồ nội thất tân cổ điển cao cấp tại công trình này. Trong toàn bộ quá trình thi công dự án, kiến trúc sư Trịnh Văn Hà thường có mặt tại công trình để kiểm tra tiến độ, chất lượng, nhưng đây là thời điểm anh có mặt thường xuyên hơn để nghiệm thu chất lượng lần cuối trước khi bàn giao cho gia chủ. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà kiểm tra và nghiệm thu đại sảnh tầng 1. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà kiểm tra và nghiệm thu phòng khách. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà kiểm tra và nghiệm thu phòng ăn và phòng bếp. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà kiểm tra và nghiệm thu sảnh tầng 2. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà kiểm tra và nghiệm thu phòng ngủ bà. Thank you.
Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu phòng ngủ con trai. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu phòng sinh hoạt chung. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu phòng ngủ con gái. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu sảnh tầng 3. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu phòng ngủ master. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu phòng thay đồ trái mùa. Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu phòng thờ.
Kiến trúc sư Trịnh Văn Hà, kiểm tra và nghiệm thu tầng tung. Hãy đăng ký và theo dõi kênh Nội thất châu Âu Panama để đón xem video tổng thể ngôi biệt thự tuyệt đẹp này vào thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!